Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Năm nay, hai má con mình lại tới lễ hội quốc tế. Coi có gì đặc biệt hơn năm ngoái không? Năm ngoái mình đã review hết cái cách đi lễ hội quốc tế như thế nào. Năm nay thì mình sẽ đi vào phần ẩm thực của lễ hội quốc tế. Giờ thì mời cả nhà cùng đi với hai má con mình nha. Khác với năm ngoái thì năm nay họ đi vào phần học vấn nhiều hơn. Họ giới thiệu những cái chương trình học lên đại học cho các bạn trẻ. Và mình thấy rất là nhiều cái chòi của những cái trường khác nhau cho năm nay. Và những cái chòi này á, thì họ phát những cái đồ mà quảng cáo cho trường học. Họ làm quen những cái, chẳng hạn như những cái cuốn sách, hoặc là những cái đồ nước rửa tay, hoặc là những cái giấy quảng cáo về trường. Thì thường thường là những bạn trẻ sẽ tới đây lấy để về tham khảo thêm về những cái trường mà các bạn muốn đi vào học á. Mỗi một cái chòi hàng như vậy á, thì họ cho những cái đồ quảng cáo, thì mình thích lấy cái gì thì mình lấy. Bây giờ thì mình sẽ đi vào phần ẩm thực ha. Năm ngoái thì mình thấy người ta quảng cáo có rất nhiều loại đồ ăn của các nước khác nhau rất là ngon. Nhưng mà năm nay mình thử vô coi có những gì. Trước khi mà mua cái gì đó để ăn thì hai má con mình sẽ đi chợ một vòng trước coi món gì ngon để có thể ăn. Đây là một gian hàng bán taco của người Mexican, tức là người Mễ. Nem nếp, nước chanh. Đây là một quầy bán nước giải khát của người Africa, tức là người châu Phi. Hi. Tiệm này giống tiệm trà sữa ở Việt Nam mình đó. Kế bên thì cũng là một quầy bán nước giải khát. Này cũng nước chanh, nước xoài, nước chanh của Mẹ. Good food. Tamali. Sí, tamali. Oh. Tamali. What inside? Tamali is like a Mexican food. Yeah. It's so delicious. Yeah. But oh my goodness. Wow, it's so hard. Yeah, it's so hard, yeah. Wow, this it's so yummy. You can explain, please, here. I have poblano peppers, onions, tomatoes, and queso fresco. Okay. What's this inside? Yeah. Yeah. So yummy. Yes. It's a green pepper. Yeah. And cheese. Mm. Thank you. $2.50. $2.50 một bút. Thank you. You're welcome. Và tiếp theo là các loại thức ăn của các sắc tộc khác nhau.
Năm nay thì mình không thấy có quầy hàng ăn của người Việt hay người Hoa. Đại đa số là họ làm sẵn những cái thực đơn có hình thức ăn, nước uống rõ ràng cho mình có thể order. Và đây là quầy bánh bông lan có hình ống lon. 16 đô cho một cái như vậy. Bên đây là quầy bán cà phê. Quầy bên này bán bánh cũng là của người Mỹ. Đây cũng là bánh bông lan luôn. Trước mắt các bạn là những chiếc xe. Thì đây là những chiếc xe mà họ đi bán đồ ăn trưa ở Mỹ. Hôm nay thì mình thấy có rất nhiều chiếc xe bán đồ ăn trưa như vậy. Chiếc xe này họ bán donut. Đây là món ăn mà ở Mỹ đa số mọi người đều thích. Có bán bánh cookie nữa. Chiếc xe màu cam này thì bán hàng của Hàn Quốc. 11 giờ trưa rồi mà thấy họ chưa có mở cửa để bán. Ở đây thì có chương trình quảng cáo cho bảo hiểm sức khỏe. Can we have some? Thank you. Mình đi vào bên trong thì khác với suy nghĩ của mình là năm nay sẽ phải lớn hơn, vui hơn và nhộn nhịp hơn. Nhưng mà năm nay ở bên trong thì ít quầy hàng hơn, không có vui như năm ngoái. Đây là quầy của người Iran. Người Việt Nam mình hay gọi là Iran. Bên đây thì có các bà, các cô đang tập hát rất là hay. Đây là quầy bán những cái hình xếp cho các bé, có những cái bạn trẻ mặc đồ giống như những nhân vật truyện cổ tích, như những cô búp bê rất là dễ thương.
Tới đây á, thì mình được trực tiếp coi cái cảnh mà cuốn khăn rất là nghệ thuật của người Ấn Độ cho những người nam giới. Nhìn rất là cầu kỳ luôn phải không cả nhà? Thật ra mình cắt bớt rất là nhiều chứ để mà quay hết cái phần cuốn cái khăn này thì rất là lâu. Chiếc khăn đã được cuốn xong nhìn rất là đẹp. Look beautiful. Are you ready? Steak taco? Steak taco. Okay. Can we have two steak taco? Two steak? You want one each? Yes. Okay. Hôm nay đại đa số là món ăn Mỹ nên mình chọn taco. Ba đồng cho một bánh taco. Nếu mà đói á, phải ăn tới 4 cái, 3-4 cái thì mới no. Còn hai má con mình đã ăn ở nhà rồi cho nên tới đây chị mua mỗi người một cái thôi. Mình sẽ cho thêm hành ngò và các loại sốt vào phần taco. Một cái cookie này cũng 3 đồng. Mình mua một ly chanh đào. Tuổi già ở Mỹ yêu đời chứ nha. Đây là phần ăn trưa của hai má con mình. Giờ thì vô đây vừa ăn vừa thưởng thức văn nghệ. Vắt thêm miếng chanh vô thì ăn sẽ ngon hơn. Văn nghệ năm nay không có nhiều đội tham gia, nổi bật chỉ có đội trống. Ngon quá. Trong các món ăn của Mỹ thì mình đặc biệt thích loại taco. Phần bánh ở ngoài thì giòn giòn, phần nhân ở trong là thịt bò và rau quả rất là ngon. Trên sân khấu là phần tiếp mục trống mà năm ngoái mình đã review cho cả nhà coi rồi. Ly nước này 8 đô. Ở Việt Nam, ly nước này dao động từ 1 tới 2 đô thôi. Thank you by Yuchikimura. So the next song that we will play for you is called Puchiawase. It is... Chiếc xe này do bạn ấy sáng tạo ra. Giờ thì mình đi về thôi. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.
Bye bye cả nhà nha. Bye bye.